Hôm nay lại ra biển tìm những sinh vật bị mắc cạn các bác ạ. Đầu tiên là một con ốc, con này cũng khá là to ha. Tiếp đến là con này là con gì mọi người? Em cũng chưa biết tên con này luôn á. Nhưng mà bên trong con này khá là nhiều nước luôn. Cứ mỗi lần gặp nó là phải bóp cho nó ra hết nước luôn á. Nhìn cứ kiểu trong người chủ yếu là nước thôi chứ không có gì hết á. Bây giờ thì bóp thử nha. Mọi người thấy không? Toàn là nước thôi à. Tiếp đến dưới lớp cát thì có hai con cua luôn mọi người ạ. Vừa sợ nhẹ tí mà nó đưa hai càng lên nó chào kìa. Khá là thân thương ha. Thôi thì cứ lên đây chơi với mình tí đã. Và con sò nó đang hả cái miệng làm gì đây mọi người? Nó đang uống nước hay là nó thở vậy? Chắc là ở dưới nước thiếu oxy nên phải lâu lâu phải hở miệng ra để thở ấy. Thôi thì tao cầm mày lên để cho mày thở dễ dàng hơn nhá. Con này thì khá to luôn mọi người ha. Tiếp đến dưới lớp cát có cái gì ở sân sùi? Đây cũng là một con ốc gì hả mọi người? À, con ốc hồi nãy. Con này thì chủ yếu là nước đấy. Mà sao con này bóp miếng không ra nước? Tiếp đến thì có phát hiện một con cá đuối nhỏ mọi người ơi. Sao con này nó lại mắc kẹt ở đây vậy không biết nữa. Mà như nó không còn sống nữa mọi người à. Nó cứng đơ à. Nhìn cái mặt đáng ghét thiệt chứ.